Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Testing for Everyone trong bài tiếp theo trong chuỗi những video clip hướng dẫn về Playwright cùng với ngôn ngữ lập Python. Thì uh, trong phần trước mình đã chia sẻ một số số những cái special case mà trong thực tế khi mà các bạn viết automation sẽ cần phải gặp. Thì uh, đây là phần thứ hai trong uh, cái bài ngày hôm qua mình đã đăng lên. Thì uh, bài hôm nay chúng ta sẽ đi qua ba phần đó là trong những cái trường hợp mà cái page của chúng ta nó load uh, và nó có cái phần delay để nó đợi nó lốt trang một cái trang khác thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào và thực tế thì uh, khi mà các bạn viết một cái scenario thì các bạn sẽ xử lý như thế nào thì mình uh, sẽ hướng dẫn và viết uh, example test script cho các bạn có thể follow. Um, phần thứ hai đó là mình trong những trường hợp là cái page của các bạn nó sẽ phải lốt data, có thể là sử dụng là Ajax hoặc là cái uh, frontend nó gọi đến phần backend để nó get cái load data từ phần backend thì cái page nó có sẽ khó với khoảng chờ thì một số những cái trường hợp như vậy thì các bạn sẽ viết automation nó như thế nào để đảm bảo cái script của các bạn nó sẽ stable tiếp theo vào phần cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện một cái example là cái element nó sau khi mà các bạn làm một số action thì nó change cái bài trước thì mình có chia sẻ với các bạn là một số những cái trường hợp khi mà nó cái element nó bị hai đi thì nó cũng khá là giống nhưng mà ở đây nó mình sẽ có give một example để các bạn có thể follow khi mà nó change thì các bạn sẽ Uh, thực hiện nó như thế nào ha. Ok chúng ta sẽ cùng đi vô cái phần uh, đầu tiên đó là trường hợp là chúng ta sẽ cái load delay thì và cái cách uh, để có thể viết đó là một cái phần một một skill trong các cái bạn uh, uh, automation tester cần phải nắm rất là rõ để có thể optimize cái script đó là phải sử dụng cái hàm weight và weight như thế nào cho nó hợp lý. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái um, cái cái code example thì um, để cho bài này thì mình cũng tiếp tục sử dụng cái uh, Uh, trang uh, UI testing playground uh, ở đây để mình give example các bạn sẽ thấy còn rất là nhiều cái trường hợp mình sẽ uh, sử dụng để example hoặc là mình sẽ kiếm những cái uh, website hoặc uh, những cái web application trong thực tế để có thể cho các bạn uh, dễ nắm ha uh, ngoài ra các bạn có thể uh, sử dụng uh, chính cái dự án của các bạn nếu các bạn, uh, dự án của các bạn đang là uh, sử dụng là web application thì các bạn có thể uh, apply để practice còn nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment phần dưới thì mình sẽ trả lời và xúc bọc các bạn. Ok, đầu tiên thì đây sẽ là cái trường hợp là load delay. Ở đây thì mình sẽ lấy cái trang catalog để give cái sample. Ở đây thì cái cái trang catalog này nó có cái phần đó là khi mà mình click click vô cái phần cái đường link onboarding hub này thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình click vô thì nó sẽ load cái page này nó khoảng mất khoảng thời gian À, để nó render cũng như là get data rồi sau đó mình sẽ action thì nếu như cái script của chúng ta mà chạy nhanh quá mình làm liên tục á thì nó sẽ có trường hợp đó là cái cái page sau này nó chưa có load lên nó chưa có render kịp thì các bạn đã action thì cái script của bạn nó sẽ có những cái trường hợp là nó sẽ fail ở đây mình lấy một cái example là access vô cái trang hồi nãy sau đó click vô cái onboarding hub thì mình scroll xuống ha À, mình kiếm cái uh, element là onboarding hub để mình uh, verify được là mình sẽ access được đến cái trang onboarding hub và nó sẽ navigate đến cái trang login này và mình sẽ uh, expose là mình sẽ click vô được cái nút là cái nút icon có là continue with Google ha thì uh, cái script của mình mình sẽ viết như sau cái script của mình thì tương tự là mình sẽ access đến cái cái trang mà mình đang muốn test ở Jambo đây là uh, các bạn sẽ thấy rằng là cái action của mình đó ở thực tế khi mà mình load vô cái trang này thì nó sẽ có một cái bước là nó sẽ phải bắt accept cookie tại vì thật ra đây là một cái trang landing page của uh, cái tool catalon ở đây mình sẽ give example là mình mở một cái Uncotico và mình sẽ access đến cái cái đường dẫn này thì bản chất nó khi mà nó mở lên mỗi lần mở một cái browser lên access đến cái trang uh, này thì nó luôn luôn hỏi uh, là mình có accept cái cookie uh, của cái trang này hay không thì uh, cái action đầu tiên mình sẽ viết script đây là mình sẽ bắt cái locator của cái element này đây chính là cái element này ha các bạn uh, nó sẽ là cái button có cái id là one just accept button handler ok thì mình sẽ lấy theo xpath uh, là button ID là như thế này. Sau đó mình click vô thì script mình sẽ accept. Sau đó là trong bài tiếp theo thì mình sẽ có hướng dẫn lại nhưng mà mình đây nó sẽ có nhiều cái, cái cách scroll. Các bạn sẽ thấy ở đây một trong những action basic mà thật ra à, không phải là basic, đó là một những action essential, nghĩa là nó rất cần thiết mà các bạn cần biết đó. Khi mà làm automation là bạn sẽ có các action là giống như mình đang làm đó là mình dùng chuột để mình scroll xuống hoặc là mình sẽ có một cái action khác mình gọi là mình scroll xuống tìm cái element thì đối với Selenium hay bất cứ cái tool nào ở đây là Playwright thì họ sẽ provide cho chúng ta một cái cái cách đó là chúng ta sẽ detect cái locator của cái element mà chúng ta muốn scroll xuống thì đây mình sẽ define mình tìm cái cái uh, element cái element của mình muốn scroll xuống để tìm để click á chính là cái element onboarding hub này ha thì mình sẽ define mình sẽ tìm cái thẻ A À, hay là cái đây là nó bản chất nó là một link text thành thử ra là mình sẽ get by role bằng link rồi cái value của cái text này thì mình sử dụng uh, theo playwright mình get by role và cái text value nó là onboarding hub để mình get ra và mình sẽ tìm và muốn scroll đến element nào đó, thì mình sẽ gọi element đó ra và mình sẽ gọi hàm là scroll into uh, uh it needed ở đây ví dụ như mình có define một cái element khác chẳng hạn như là abc gì đó uh, bằng cái pay chấm locator rồi cái locator nó là abc gì đó ha ở đây mình sẽ thiếu cái đây ok thì mình sẽ à, muốn uh, scroll xuống thì mình sẽ chấm và mình sẽ dùng cái hàm đó là scroll Rồi yeah. into view if needed thì nó sẽ tự động nó sẽ scroll ở đây default thì mình sẽ để là đi theo theo cái tham ao là 30 à, ngàn millisecond là 30 giây còn thông mình muốn chỉnh cái tham ao thì mình có thể chỉnh cái tham ao ở đây giống như cái việc là wait thì à, mình sẽ làm simulate được action đó là mình sẽ scroll xuống đến cái element mà mình muốn action ở đây cái example của mình là mình sẽ phải xuống xuống dưới rồi mình mới click vô đây thì sau đó là mình sẽ click ha mình sẽ gọi cái onboarding hub link à. À, sau đó mình mới click vô click xong á, thì các bạn sẽ thấy mình Uh, theo cái action đó là cái page nó sẽ upload sang cái trang onboarding hub và nó sẽ tự navigate đến cái trang login và mình expect là mình sẽ phải tìm thấy được cái uh, ID social Google này. Chính là cái này này. Đây. ID social Google. Đó. Social Google ở đây. Uh, mình sẽ lấy theo cái ID À, để kiếm cái uh, social của Google cả. Các bạn sẽ inspect đây. Đây ha, các bạn chính ở đây là cái ID social của Google là mình lấy theo cái thẻ A này. Đó. Các bạn có thể là xuyệt thẻ A, còn đây là mình lấy tất cả thẻ hoặc đây mình có thể xuyệt thẻ A cũng được. Nếu nó đều hiểu ha. Và cái thẻ, tất cả các thẻ nào mà có cái ID là Social ở Google. Đây, chính là Social Google, chính là cái element này mình sẽ click vô. Thì uh, ở đây có một số những cái cách mà các bạn sẽ cần nắm về cái weight mà mình muốn nói uh, chính của cái phần video clip mà mình muốn nói ở đây là cái phần mà Load Delay. Là gì? Ví dụ như các bạn expect á, là trong một số những cái application mà các bạn cần expect á, là việc navigate hoặc là access đến hoặc là việc verify một cái element thì nó sẽ có một số cái non functional requirement một số những cái dự án còn dự án của các bạn nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua phần này hoặc là có thể để optimize để cái script nó có thể chạy nhanh hơn đó là cái việc là nếu như các bạn không có cần thích giống như code example của mình đang ghi ở đây là mình sẽ expect sau khi click xong ha mình sẽ expect là mình sẽ phải tìm thấy được cái social google và mình sẽ click vào nó thì nếu như mà trong một số trường hợp mà mình không có define này á thì nó sẽ tìm và nó sẽ click ngay nếu mà script mà nó chạy lâu quá cái page này nó load lâu quá thì nó sẽ bị tham và nó sẽ click không thành công hoặc là trong trường một trong một trong trường hợp á, các bạn muốn optimize cái script của bạn rằng là bạn click vô một cái đường link và các bạn mong chờ là at least là 4 giây hoặc là 3 giây thì cái nó sẽ phải navigate đến được cái trang mà các bạn đang muốn test chính là cái trang này thì uh, các bạn có thể sử dụng cái hàm mà hàm weight chính vì vậy là cái việc mà hệ à, và apply cái weight nó rất là quan trọng trong trường hợp ví như ở đây uh, nếu mà nó các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà mình không để cần tham timeout là 30 giây à, đây là 3 giây ha thì uh, trong trường hợp là nó bị fail hoặc là cái script của mình các bạn uh, không có optimize á, thì mỗi lần một test case nó bị fail thì nó phải chờ cái element nó đến uh, default là 30.000 ms cứ là 30 giây mà các bạn thấy 10 10 test case bị fail thì nó sẽ nhân tương ứng rồi nó sẽ là cấp số nhân khi mà nhân thêm ví như là các bạn run 200 test case mà có khoảng cỡ 100 test case bị fail chẳng hạn mình lấy ví dụ vậy đi thì các bạn sẽ thấy mỗi test case nó phải đợi tại vì nó là, có nhiều cái nguyên do mà mình đang assume cái là mình đang giả định đó, là mỗi test cây nó đều fail là do mình không tìm thấy một cái element phải đợi uh, Đến uh, 30 giây Thì cái việc mà test cây nó đợi như vậy đó, thì Nó sẽ làm cho cái script của các bạn nó sẽ không được optimize và cái việc mà uh, Thời gian execution bộ automation nhiều khi nó sẽ không hiệu quả Và cái việc mà các bạn đặt thêm các cái wait và delay để các bạn làm việc đó, nó sẽ là một trong những cái bước mà rất là quan trọng để thực hiện cái script của bạn nó hợp lý. Ở đây ví như giờ mình sẽ run cái script này lại à, để cho các bạn sẽ thấy cái cách mà script này sẽ work. Ở đây thì à, mình sẽ expect cái script nó sẽ bật cái browser lên. Hình như mình chưa chỉnh cái uh, đây, tại do là mình chưa có chỉnh cái uh, hết, trừ hết địch thành thử ra là nó chưa có bật tháo giờ lên nó thấy mình đang để là default là 3 giây thành thử ra nó chưa có load được đó nên nó bị fail mình sẽ bật nó lại sau đó mình run lại thì uh, expect. các bạn sẽ thấy ở đây là nó bị fail này. và nó sẽ không thấy và nó không click được thì mình đang để tham ao bây giờ mình sẽ, chỉ, chỉ cho nó chạy lại một lần nữa lần này thì nó sẽ bật cái browser lên cho các bạn nhìn, dễ nhìn thấy ha accept rồi các bạn thấy là nó sẽ click vô cái accept và nó sẽ scroll xuống đó, xuống ngay xuống rồi nó sẽ click click về navigate vẫn nó chưa kịp render nó chưa redirect thì nó đã bị fail thành thử là cái chỗ này là mình sẽ optimize là trình thành là năm đi um, ok nó run lại nó sẽ click access click vô và nó sẽ quay khoảng 5 giây rồi nó sẽ xuất hiện và nó sẽ click được đó thì cái chuyện mà các bạn bỏ các hàm wait À, cho nó hợp lý à, và việc optimize cái thời gian wait nó rất là quan trọng. À, rất là nhiều trường hợp các bạn automation các bạn để cái wait nó rất là lâu thì có thể là cái script của các bạn nó chạy lúc nào cũng, uh, cũng có thể pass nhưng mà khi mà bỏ vô trong một cái test suite thì cái độ uh, hiệu quả cái performance của nguyên test script nó sẽ không hiệu quả. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm mà rất là lớn khi mà các bạn join và làm nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm về cái việc mà optimize cái script. Ok. Đó là cái phần uh, uh, thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây Và thứ hai đó là mình giúp cho các bạn một trường hợp Đó là um, trường hợp là uh, Các bạn sẽ cần phải cover automation Cho một số những cái trường hợp là khi mà nó get data, data load uh, cái content của data Của cái page hoặc là load data từ backend chẳng hạn như là các bạn uh, viết automation của một cái application quản lý sinh viên hoặc là quản lý nhân viên đi thì cái data số lượng nhân viên nó hiện lên trên cái application của bạn nó là nó tự get từ database mà thông qua back end nó trả về cho bên front end nó render ra thì cái việc mà application của các bạn đang làm việc á mà nó chạy đến đó thì nó sẽ phải có một khoảng chờ và cái việc mà các bạn nắm để optimize cái phần chờ đó nó cũng sẽ là là quan trọng ở đây để uh, simulate thì uh, cái trang uh, UI uh, testing playground họ cũng provide cho trường hợp là ví như các bạn sẽ click vô để làm một action thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ phải loading nó loading và nó chờ và nếu mà cái script của mình mà các bạn làm uh, làm action liền mà cái việc chờ này nó không hợp lý cũng tương tự giống như cái việc mà mình chờ mình làm action wait element giống như nãy hoặc là uh, giữa navigate các cái page thì cái automation test script của các bạn cũng sẽ không hiệu quả có thể là nó chạy pass được một case nhưng mà cái lần sau hoặc là execute trong trong một cái test suite đó thì nó sẽ không hiệu quả thì các bạn đã, ở đây các bạn sẽ thấy rằng là sau khi load xong thì nó mới xuất hiện cái element thì cái việc mà mình sẽ sử dụng những cái hàng wait nó, trong cái automation nó vô cùng quan trọng và nắm để để bỏ vô cho hợp lý thì để các bạn hiểu thì mình cũng sẽ viết test script example ở đây Đầu tiên thì nó cũng sẽ phải click vô cái Ajax button thì mình sẽ define cái locator của cái button đó. Rồi. Khi mà mình opt mình mình viết test script á thì mình sẽ thấy rằng là ok mình sẽ cái script nó nó cần làm là gì action đó là giống như người dùng mà, cái người mà hoặc là các bạn tester hoặc QA mình đang test manual là click xong các bạn phải chờ đúng không? Thì cái việc chờ này nó sẽ phải cái hợp lý. Thì các cách mình mình làm là gì mình chờ sau đó mình mới làm tiếp thì action là gì mình click chưa đây click cho cái button này thì mình sẽ sử uh, dụng uh, theo cái class attribute hoặc là dùng id gì cũng được thì tạm thời mình đang viết nhanh là mình đang sử dụng là uh, expect button với cái id là exact uh, button click vô ha huh? click xong á thì các bạn sẽ define expect là theo menu access là mình mình uh, access hoặc action á là mình sẽ làm là mình sẽ verify cái message này đúng không thì mình sẽ phải define cái locator của cái message mà mình đang muốn verify là thẻ p class là bg exists thì mình sẽ thẻ p class bg exists rồi uh, cái hàm mà này mình đã chia sẻ trong phần trước nhưng mà cái việc mà ở đây mình muốn nói là cái tư duy mà mình uh, bỏ cái hàm wait nó cho hợp lý ví dụ như bây giờ mình mà bỏ cái chỗ này đi là Option liền thì chắc chắn cái script nó sẽ nó sẽ fail um, Tại vì nó phải chờ và lúc này nó sẽ tìm và nó nếu cái script mà cái weight của cái loading của này là nó quá 30 giây hoặc là mình bỏ nó không hợp lý thì mỗi lần mà fail hay gì đó thì nó sẽ không có có khiến cho cái script của mình nó không hiệu quả. Cũng giống như cái chuyện mà mình hồi nãy mình có làm cho các bạn sẽ thấy ở đây cái việc mà mình bỏ optimize cái cái phần weight. Ok, bây giờ mình sẽ run thử cái script này nếu khi mà mình chưa bỏ cái hàm weight ha. Ở đây mình sẽ run à, ở đây hình như mình cũng chưa có chỉnh cái chữ chữ hết địch ok các bạn giống như mình vừa nói là mình chưa có bỏ hỏng wait thành thử ra là nó sẽ bị fail ok bạn sẽ không? click xong à, thì nó verify OK, nó bị văng lỗi. Bây giờ mình sẽ, trước khi mình uh, verify cái uh, visible này, thì mình sẽ phải tìm hàm wait để nó wait, nó tìm, nó đợi cho đến khi cái element này nó render, cái element mà mà um, cái message đó bắt đầu nó render trên cái HTML. Trong những trường hợp mà các bạn trong thực tế là ví dụ như trong uh, số một số các application mà các bạn làm, uh, giống như là make order thì nguyên cái process đằng sau của application của bạn đó là nó sẽ có bao gồm cái chuyện là process ở phần back end rồi nó mới trả về cho bên phía phần front end chính vậy là mình có nói đến cái chuyện là không hẳn chỉ là isaac hoặc là cái trường hợp là các bạn phải xử lý trường hợp là data nó trả về từ bên phía uh, back end thì nó cũng sẽ giống vậy, nó cũng sẽ phải có cái hàm chờ và cái việc mà các bạn uh, hiểu và nắm cái chuyện là quay bỏ vô cho hợp lý nó cũng sẽ rất là quan trọng thì mình muốn uh, chia sẻ có cái example ở đây còn trong thực uh, trong thực tế hoặc là có một số những cái câu hỏi thì các bạn sẽ uh, cứ free, free uh, các bạn có thể để ở phần bình luận mình sẽ cố gắng trả lời các bạn ha ok đó là cái cách để xử lý ở đây thì um, cái trang ui testing playground này nó còn có trường hợp khác chẳng hạn như ở đây các bạn sẽ lấy click vô cái button này thì nó cũng sẽ Uh, nó sẽ quay và nó đợi à, cái này thì là sẽ là client delay cái này Ajax thì cái cách mà cũng xử lý những cái trường hợp này cũng vậy là các bạn sẽ phải wait rồi nó mới xuất hiện cái message thì nó cũng khá là giống cái trường hợp Ajax thôi ok um, trong trường hợp uh, thực tế thì các bạn giống như các bạn uh, viết automation cho một số những cái trường hợp mà uh, phần phương e nó sẽ khi mà bích, làm bất cứ một cái action hoặc là ví dụ submit một cái form nào đó đi thì nó send data xuống back end thì cái việc mà processing đợi đợi cái hàm này nó cũng sẽ là một trong những skill uh, rất quan trọng để có thể uh, đủ enough để có thể strong enough hay là đủ skill để confident tự tin để join dự án thực. Ok và cái phần thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là uh, một trong những cái trường hợp mà automation mình sẽ gặp đó là các bạn sẽ Uh, làm một số action á, là một số những event thì cái element uh, của các bạn nó bị change và các bạn sẽ cần phải verify lại cái sự uh, cái cái change đó những cái attribute mới của element thì uh, những cái trường hợp này thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Ở đây mình sẽ lấy cái trường hợp đó là cái trang uh, click and button này, các bạn sẽ thấy click xong á thì cái này nó cũng sẽ đổi, cái nhưng mà bản chất nó nó sẽ có gì khác so với cái trường hợp mà hôm qua mình có nói là các bạn sẽ thấy click vô cái button màu xanh lá cây xong rồi nó hiện lên cái button màu xanh dương đúng không? thì cái này nó sẽ khác gì? thì các bạn muốn biết được cả nó khác cái gì ấy, thì nó sẽ hoàn toàn một bạn QA manual với các một bạn QA automation nó sẽ hoàn toàn khác nhau chỗ này. tức là các bạn manual nói là ok nó chỉ khác khi mà nó đổi màu thôi nhưng mà thật ra thì đây các bạn sẽ thấy rằng là Uh, một bạn automation là các bạn sẽ deep dive hơn các bạn sẽ mở console lên các bạn inspect cho xem là bản chất nó là gì ha các bạn sẽ thấy đây là cái button này click xong cái đó bản chất nó không phải là hai element mà nó là một element nó khác cái trường hợp hôm qua ha. cái trường hợp hôm qua trong cái bài trước đó, uh, nếu các bạn chưa coi bài trước thì các bạn có thể click vô phần uh, bình luận nó uh, mình sẽ để cái link của bài trước các bạn có thể coi ở phần số 3 luôn thì cái kia click xong thì nó sẽ xuất hiện là cái element khác mà nó đè lên cái element cũ còn đây là trường hợp này các bạn sẽ thấy là lúc vô thì cái element này nó sẽ đổi cái attribute. Ok thì trường hợp này các bạn sẽ không vào automation như thế nào. Uh, các bạn sẽ thấy là đây mình sẽ phải kiếm một cái attribute mà nó sẽ không đổi thì đây là uh, các bạn sẽ thấy là trước sau thì cái ID này nó cũng sẽ như cũ thì mình bắt theo ID. Mình sẽ bắt cái locator mà mình muốn muốn bắt đó là mình bắt uh, button. Uh, ok. Define nó ra rồi sau đó là các bạn sẽ uh, mình uh, để các bạn chứng minh cho các bạn hiểu uh, thì trong hàm uh, cho Playwright họ provide cho mình một cái phương thức để có thể kiểm tra cái uh, cái element attribute của nó là to have class thì các bạn sẽ thấy ở đây cái class đầu tiên nó nó sẽ là uh, nó chưa có click á uh, thì nó, ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là button button là uh, primary chính vậy mình sẽ verify là trước khi click uh, thì nó sẽ là, cái attribute nó là button, button vary Sau đó mình sẽ viết cái script là gì, ok, bắt nó click Click xong á Thì các bạn sẽ thấy vẫn là element đó nhưng mà cái attribute nó bị đổi rồi Nó bị đổi sang là button, button succeed Ok Và Mình sẽ verify, đây là cái trường hợp đầu tiên mình give example cho các bạn à, Mình sẽ run cái script này à, Ok Này nó cũng chưa có mình chưa có chỉnh cái uh, Mode hết địch thì mình sẽ chỉnh lại cái Mode hết địch cho các bạn. OK apply sẽ lần lại ha nó sẽ bật cái lên mình sẽ mở nó qua hai bên đi cho các bạn dễ nắm. OK rồi à, set tới đây 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 uh, resume click nè click nè đó hồi nãy là nó verify rồi đến đây mới click nè click này nó đổi thì verify lại yeah, nếu mà bị fail cái là nó bị văng ra rồi ok ở đây mình continue mình không đặt cái cái phần Breakpoint cái điểm dừng của cái cái code nên là thành nữ nó không có Debug bất mấy cái bước tước tiếp theo này là nó chạy đến cái phần tiếp theo example của mình ở đây luôn chứ nên là nó không có dừng lại ha Ok, giờ mình sẽ làm một cái trường hợp tiếp theo mà các bạn sẽ thấy uh, um, sau khi một action á, sau khi mà um, làm một số các action hay là một số cái event thì attribute của element nó thay đổi thì cũng là dùng um, một trong những cái case đó là text input. Ở đây ví dụ như uh, mình sẽ viết example là uh, mình làm cái action là testing for everyone. Uh, sau đó mình click vô cái button này thì cái cái button này cái attribute nó đổi thành là testing for everyone luôn. ok thì bản chất um, bạn manual các bạn sẽ không làm điều mà mình đang làm ở đây. nếu mà mình chưa biết automation hoặc là chưa biết nhiều đi sâu hơn về cái phần giao diện, phần uh, console uh, developer mode. Uh, các bạn thấy là ở đây là cái phần đầu ha. Uh, đây là trước khi mình làm action ha. thì đây cái button button nó sẽ có là là button button primary, thay là button id là updating button. Thì uh, cái script mình sẽ làm là gì? Mình sẽ detect cái input cái file đây là mình sẽ detect cái locator mà mình đã, của cái uh, button mà uh, sorry, cái text box mà mình sẽ input cái value vô. Ok. Input cái value vô. Đó. Sau đó là mình sẽ uh, define kiếm cái button mà mình sẽ click thì cái button này mà nó sẽ có cái attribute uh, có cái locator là button Brady ở à đây mình sẽ sử dụng uh, class attribute ha mình lấy cái button Brady mình click tại vì mình input vô mình thấy rằng là Cái class nó không thay đổi đúng không ta ok mình sẽ làm lại uh, so 4 click vô bạn thấy không uh, cái 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 bản chất là cái này nó không thay đổi mà nó chỉ thay đổi cái text thì các bạn sẽ verify là gì Ok đây. Mình uh, uh, mình sẽ verify bằng cách là gì? Trước khi tôi uh, click á thì cái uh, cái button này cái button primary button này, này nó sẽ có cái text default. Đây là button default là button should change its name based on uh, input value. Ok sau khi click xong thì nó update ngay cái value mà mình đang truyền vô, mình verify rằng là button này nó sẽ bị đổi cái attribute sang là cái testing for everyone. Ok, bây giờ mình chạy cái script lại, bỏ những cái checkpoint này đi. Uh, ok. Mình sẽ mở hai bên cho các bạn dễ nhìn. Đây. Mình sẽ mở nó hai bên. Ok, mình sẽ resume lại cái script nó chạy ha. Đó, nó input à. Input xong ha Rồi Nó Verify Nó Verify thành công rồi Tại vì RGB lúc này Cái name của cái element này nó vẫn sẽ là cái giá trị cũ Và giờ mình click vô cái nút Button Update Thì element nó thành là Testing for everyone và mình Verify là OK Nó có have test là Testing for everyone Ok Như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn ba cái cách để có thể nắm uh, áp dụng cái cái thinking kinh của một bản automation QA, hay, uh, depth in test viết automation test script uh, cover bài trường hợp là load delay, Rồi uh, trường hợp là data nó load cái price, uh, có thể là ajax data hoặc là load data từ front end hiện tại mới các uh, modern application thì đa phần là theo mô hình là back end front end À, đi sâu hơn nó có thể nhiều cái cần là testing nhưng mà anyway à, trong những trường hợp mà có phần data load từ backend trả về thì nó sẽ cần phải có những cái hàm wait cho hợp lý à, wait không quá lâu và cũng không quá ít để cái việc script của mình nó có thể stable và nó có thể hiệu quả và cái productivity execute nó sẽ hợp lý tiếp theo là cái phần là những cái trường hợp mà element trans thì uh, apply cái tư duy và verify uh, test script cho như thế nào cho hợp lý thì mình cũng vừa give cho các bạn cái cái cắt để xử lý ha example uh, ok hết rồi uh, hết cái phần uh, thứ hai trong uh, phần uh, special case trong UI để các bạn apply để viết automation xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo của Testing for Everyone nhớ nhấn like và subscribe như một sự ủng hộ nhẹ nhàng dành cho Testing for Everyone để có động lực làm tiếp theo những cái video clip hướng dẫn và hỗ trợ cho cộng đồng xin chào và hẹn gặp lại mọi người